Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình đi cắm câu cá lóc nha mọi người. Cắm đèn cực. Mình xuống dọn bến trước. Mình vét cái lỗ cho nó sạch. Để không thôi cho lúc lớn lên á con nhái nó sẽ nhảy lên lục bình, nó sẽ không ăn. Rồi mình tắt video đây nha, tối mình đi cắm hết này, tối mình đi thăm có mình quay cho mọi người xem. Vậy thăm câu nha mọi người, câu thầy biết có con nào không nữa đây. Ôi trời, hồi chiều cái đi cái đường bên kia nhái nhảy quá trời luôn á chồng. Ôi trời ớt vậy nè, em cầm cái này cho anh có anh chụp nhái nha. Hồi thai nhái không có. Không có. Không tiêu một câu luôn rồi. Ủa không dính rồi. Khó khăn quá. Chiếc ngập dí bên gì chứ. Tôi thấy chiếc queo, không có cỏ. Đây được tình nhái rồi. Đầu tiên vậy mà không khoái vậy đó, nhập hết luôn, rút lên nhanh ghê luôn.
Chụp luôn. Đấy đấy. Ủa tổng nhé chú Tâm cầm hả? Đi luôn rồi. Dính cá mọi người. Đấy, đấy. Lên lúc cần. Tôi. Cái kia. U, cái trắng. Dê trắng mọi người. Dính cá mọi người. Cái gì đây, lại càng dữ rồi. Gì hả? Cái kia. Nó chạy lại. Vừa thăm vừa bắt gái. Hay. Chú thăm luôn đi nha. Tao đi trước, tao bắt gái. Hello mọi người. Mình đi thăm đặc hai nha. Hai chú cháu đi. Thăm đặc hai. Chú ngồi đây, thăm đây. Cái áo trắng của tao xuống bởi vì bà nội ơi. Có sao đâu. Hai cần xuống nữa. Chút thăm giác nữa. Ở đó được rồi. Táp hụt đó. Thôi đừng cho tới, đừng có công ấy được. Tụng nhái. Câu mới không nó đổi đâu. Đổi lưỡi không lấy lưỡi cũ á. Lưỡi này bự hơn. Lưỡi cũ nó đợt rồi cắm nó bị xét hết. Cái con còn mới nghe cái chẩm đằng này. Thấy đụng quá bỏ chết đi rồi, chặt nó xong có lý. Nhái luôn. Bay banh nhái luôn rồi. Đó. Thấy không? Gì mà không dính. Chơi giò hết mọi người ơi. Mọi người tại video sau nha, nay sắp thu quá được có 2 con rồi. À.